em cứ lao thẳng vào người nó, xong rồi em bấm chuột trái này, đánh một phát vào mặt nó cho anh. Ừ, đánh vào mặt nó. Em tiến thẳng lên, xong rồi em bấm chuột trái, đánh vào mặt nó cho anh. Em cứ đánh đi, cái bọn bot này là mấy cái bọn bot ở trên cái đấy, cứ đánh vào mặt nó cho anh. Đấy, đánh, đánh kia nó ngồi xuống. Nó ngồi xuống, mình ngồi xuống kia gì được hay không? Ngồi là ấn ship. Rồi bà đánh vào mặt nó, đánh vào mặt nó, đánh. Đây là bot ở trên trên VTC nó làm toàn bot dễ. Em tập chơi thì em chơi bot này. Anh bảo em cứ chạy thẳng vào người nó, em oánh một phát vào mặt nó cho anh. Đấy, cứ chạy thẳng vào người nó không sợ. Mượn nó không, nó bắn dọa thôi. Đánh vào mặt nó. Đấy. 45 thằng liền sao đông thế? Em cứ lao lên xong em đánh thẳng vào mặt nó đấy. Bom có. Em lăn cái con trỏ này này, đây này, con trỏ này, đấy, để em lấy bom. Đấy, đổi đồ, đấy là súng, còn đấy là, đấy. Bắn tắt bắn vào chân. Tập chơi đi, xong rồi mấy nữa lên trên game 8 này rủ các chị em cùng hội bắn đột kích, bắn cho nó vui em ạ. Các bạn đang được xem nữ game thủ tôi đang huấn luyện cho em ấy chơi đột kích để em chào các bạn một câu với anh nào. Anh đang phát trực tiếp. Đổi súng á? Tí nữa em chết đi sao anh đổi cho. Facebook của em ấy là Mai Ngọc Hà nhá anh em nhá, nhưng mà hiện tại thì đang bị khóa rồi. Có, em chặn đây này. Đang đi. Đấy. Sao lại ủi đông thế? Khi bắn sao lại toàn bắn vào chân? Anh em đang được nhìn nữ game thủ đang được tôi huấn luyện cho. Chạy á? Anh bảo rồi. Đây, anh cho anh đổi ra súng này. Bấm vào số 3 ấy, bấm vào số 3 ấy. Em bấm vào số 3. Đấy. Em dùng cái này em chạy thẳng vào mặt nó xong em giật sét cho anh. Đây này. Đấy. Bắn sét xanh cho anh. Em cứ sao lại sao bắn toàn bắn vào chân thế? Sao toàn bắn vào chân thế? Lao thẳng. Thằng kia nó cứ đứng nó cứ nhìn cô kìa. Chết rồi. Anh bảo em cứ lao thẳng lên, em bấm sét vào mặt nó, bấm luôn sét vào mặt nó. Đấy. Đấy. Nhảy ra lúc cách. Đấy, đúng rồi, lúc cách. Chết rồi. Ông Huy Quang lấy chuẩn đấy ông ạ. Em ý đang tập chơi. Tôi đang huấn luyện cho em ý chơi để mấy nữa vào game 8 bắn cùng anh em cho vui. Facebook của em ấy là Mai Ngọc Hà nha anh em nhá. Nhưng mà hiện tại đang bị khóa. Mấy nữa tôi sẽ tag vào đây cùng cho cùng anh em. Thì đã bảo là em đang tập chơi mà. Em đang tập chơi mà. Đây anh cho các bạn. Em chào các bạn. Các bạn bảo kêu. Đấy, các bạn vừa được em ấy chào nhá, không có lại bảo em ấy kêu, anh em tôi không kêu đâu nhá. Em cứ chạy thẳng vào xong em bấm chuột phải ấy vào mặt nó. Tí nữa anh đổi sang slung, anh cho em bắn thử shotgun. Bắn cho quen.
Nhân nhân này em không. Anh không phải là anh rể. Anh không phải là anh rể đâu nhá. Hết đạn rồi. Đổi sang. Em cho nó bắn đi xong rồi tí nữa. Cái này của anh 110 viên cơ mà. Cái lối ra biển nhưng mà nó bịt rồi. Anh không biết thằng này nó vào. Thằng nào đấy? Em bảo nó đâu vậy? Nó đang đứng để nó cài hack á. Thằng này chắc ở trên người của trên game 8 VN. Người ở trên group game 8, mấy anh em game 8 ở trên này nhiều anh em hack lắm. Ở trên này bóc phốt nhau suốt rồi. Tối anh về anh mời anh lên đây nhá. Nhưng mà em có máy đâu. Thì lúc nào tối đi chơi thì anh với em vào trong này giao lưu cùng bọn mọi người cho vui. Chạy thẳng vào người luôn. Chọc luôn. Đấy, chọc bắn sắp đôi. Chết rồi, đi đằng sau nó bắn em làm sao mà chịu này. Hiện tại thì em ấy đang bị khóa phây ấy, thì mai ngày kia mở ra thì tôi sẽ tác vào cho anh em vào kết bạn giao lưu. Tôi đang huấn luyện em ấy chơi đột kích để vào giao lưu của anh em nhá. Thế cho nên anh em cứ yên tâm, không giảm giật 30% bạn ơi. Em ấy có biết hack đâu mà. Sao anh nhảy lên tụ đứng trước mặt bắn chết nó luôn. Bắn em phải di chuyển mấy cái nút này đấy. Ui, tự nhiên có cái ông CF 291248 ông vào, ông bắn snip, ông chơi một phát 6 thằng luôn kìa. Em đang ACE đấy, em giết được 1 2 3 4 5 6 7 8 81 thằng rồi đi. Giết được tận 81 thằng đấy. Bắn vào đầu. Lùi đây em phải ấn chữ S đấy. Chữ S là lùi. S là lùi. Đúng chuẩn hả? Giảm giật 30% đợt rồi thấy ở trên group các bạn đến chửi hack nhiều quá. Thôi chuẩn bị kết thúc trận đấu rồi.